Ngày diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ 8 tháng 11 đang gần kề. Các ứng cử viên đang ráo riết vận động từng lá phiếu. Quận Cam ở bang California đang trở thành điểm nóng cho các cuộc đua, vì thành phần và kết cấu cử tri trong vùng đã có thay đổi. Các phiếu dành cho đảng Cộng Hòa từ thế hệ cử tri cao niên đã từ từ được thay thế bởi các lá phiếu dành cho đảng Dân Chủ của thế hệ trẻ mới lớn và đủ tuổi đi bầu. Đặc biệt là cử tri gốc Việt, với ranh giới địa hạt được vẽ lại sau thống kê dân số năm 2020, cử tri gốc Việt vùng Lido Sài Gòn địa hạt 45 đang được săn đón ráo riết với nhiều tờ rơi, quảng cáo trên mạng xã hội cùng các cuộc điện thoại, tin nhắn không ngừng nghỉ. Một số cử tri trẻ gốc Việt bất mãn với cách thức tranh cử của các ứng cử viên dùng văn hóa lịch sử Việt Nam để đánh đòn tâm lý chính trị vào cộng đồng người Việt. Nếu mà mình thật sự không có cảm thấy những câu chuyện nó thật sự đối với mình mà mình dùng cái đó để mình lấy phiếu thêm thì em nghĩ là cái chuyện đó mình không nên. Tại vì họ biết là người Việt Nam mình không có thích người Trung Cộng thì họ dùng cái nghị trình đó, họ nói nếu bầu tôi cũng sẽ giúp quý vị chống lại Trung Cộng. Khi em chạy trên đường em thấy những cái bảng logo họ có để như vậy thì em nói ồ cái này thật sự không biết cái người đó có thật sự hiểu về cái vấn đề không, hay là họ chỉ mướn những cái người Việt Nam của mình họ kể lại, họ dùng những câu chuyện đó để thắng cử. Cũng có nhiều cử tri gốc Việt trẻ tuổi khác dửng dưng trước sự săn đón này. Có sự chú trọng quá nhiều đến việc chụp mũ Cộng sản và chống Trung Quốc. Chuyện này xảy ra mỗi lần tranh cử. Và ở một thời điểm nào đó, tôi bắt đầu tách rời mình ra khỏi các chiến dịch vận động đó. Tôi đơn giản là tiếp tục cuộc sống của mình mà không cần phải chú ý nhiều đến chuyện đó. Theo tài liệu từ văn phòng bầu cử quận Cam, hai thành phố Garden Grove và Westminster có số cử tri cao nhất trong địa hạt 45. Và cử tri thuộc hai thành phố này nắm phần quyết định cho ghế dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2020. Tuy nhiên, vì dân số thay đổi và thành phần cử tri cũng thay đổi, địa hạt 45 trở thành địa hạt khó đoán vì số cử tri ghi danh không đảng có tỷ lệ cao. Và điều này được ghi nhận qua cuộc cạnh tranh khốc liệt của hai ứng cử viên thuộc hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ trong vùng. Cuộc vận động từng lá phiếu cho chiếc ghế dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ địa hạt 45 ở California vẫn đang hồi quyết liệt.